Hey, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền đang có mặt tại Thế Giới Rộng và Điện Máy Xanh để cập nhật giá dòng điện thoại Samsung, xem ngày hôm nay điện thoại Samsung có chương trình giảm giá sốc như thế nào tại Thế Giới Rộng và Điện Máy Xanh, để gửi đến tất cả các bạn có một video tham khảo về mức giá của dòng điện thoại Samsung. Xin mời các bạn cùng Quyền cùng nhau cập nhật giá của dòng điện thoại Samsung nha. Samsung Galaxy A04 là một trong những dòng điện thoại giá rẻ đến từ hãng Samsung. Với mức giá hiện tại của Samsung Galaxy A04 hiện tại là 3.490.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn 2.990.000 tại Thế Rộng Điện Máy Xanh. Với cấu hình 6.5 inch là màn hình của bạn nha. Và chúng ta sẽ có một con chip Helio P35 8 nhân, RAM 4GB và có năng mở rộng RAM lên 4GB nữa, là tổng cộng là 8GB RAM. Và chúng ta chỉ cần vào phần chăm sóc thiết bị và chúng ta mở rộng RAM lên thôi các bạn nha. Vào phần bộ nhớ và chúng ta chọn một cái mục RAM Plus ở dưới đây là chúng ta mở rộng được 4GB. 4GB thật cộng với 4GB ảo thì là 8GB, giúp cho máy hoạt động chúng ta trơn tru hơn, mượt mà hơn khi chúng ta mở nhiều ứng dụng cùng lúc. Bộ nhớ trong của máy sẽ là 64GB, đáp ứng lưu trữ hình ảnh, dữ liệu và cũng như là những ứng dụng khi mà chúng ta tải về. Máy trang bị một cụm camera 2 cam phía sau với độ phân giải là 5 mối cell, camera chính và camera phụ là 2 mối cell. Camera selfie của máy là 5 mối cell, giúp cho chúng ta chat với con, quay video, chụp ảnh từ người thân bạn bè, rất là ok các bạn nha. Trong tầm giá này 2.990.000 với viền pin 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh cho chúng ta 15W, quá là ok luôn các bạn ơi. Với mức giá này thì không còn đòi hỏi gì thêm đến một thương hiệu lớn như là Samsung nữa các bạn. 2.990.000 tại Thế Rộng Điện Máy Xanh, còn có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho chúng ta. Chỉ cần căn cước công dân đủ 20 tuổi đến 60 tuổi thì chúng ta lên hồ sơ được rồi cô chú anh bạn mình nha. Quá là tuyệt vời. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dòng điện thoại Samsung Galaxy A04s. Đây là phiên bản nâng cấp hơn so với dòng điện thoại Samsung Galaxy A04 với mức giá hiện tại là 3.990.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn 3.590.000 thôi tại Thế Giới Rộng và Điện Máy Xanh. Máy thiết kế nguyên khói các bạn nha. Đó. Màn hình của máy là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng và sử dụng con chip là Exynos 850 8 nhân do chính Samsung sản xuất luôn các bạn. Màn hình với tần số quét là 90Hz giúp những thao tác bút chạm trên màn hình trở nên mượt mà hơn các bạn nhé. Thao tác rất là mượt mà. RAM thì 4GB và có tính năng mở rộng RAM 4GB nữa là 8GB, giúp cho những thao tác bút chạm trên màn hình và cũng như là mở những ứng dụng cùng lúc nhiều hơn và hạn chế việc đơ lắc khi mà chúng ta mở nhiều ứng dụng các bạn nha. Tổng cộng cũng được 8GB RAM, bộ nhớ trong là 64GB. Máy trang bị viên pin là 5000 mAh và cũng có tốc độ sạc nhanh là 15W các bạn nha. Mặt lưng này, mặt lưng là bóng nha các bạn nha, nổi bật với 3 cam với độ phân giải của camera chính là 50, 2 cam phụ là 2 pixel, giúp cho chúng ta có thể chụp được nhiều thể loại ảnh hơn các bạn nha. Đây là đèn LED. Khá là ok, rất là hợp lý với mức giá 3.590.000 tại Thế Đồng Điện Máy Xanh. Ngoài ra còn có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho chúng ta. Mua góp thì chỉ cần căn cước công dân thôi, đủ 20 tuổi đến 60 tuổi thì chúng ta mua được rồi. Mình phải trả trước nha cô chú anh bạn mình nha, mình phải trả trước một ít đó. Cô chú anh chị nào mà muốn sử dụng cái dòng điện thoại này với một mức giá rẻ hơn thì chúng ta có thể đến ngay Thế Đồng Điện Máy Xanh gần nhất nha. Mua ngay trong thời điểm này với một mức giá là 3.590, chứ giá gốc nó tới 3.990 lận. Đến ngay Thế Đồng Điện Máy Xanh gần nhất cô chú anh chị mà mình nha. Samsung Galaxy A04s 3.990 giảm còn 3.590.000. Bên đây thì chúng ta sẽ có dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 với mức giá hiện tại là 4.490 giảm còn 3.890 thôi các bạn nha, giảm được 600.000 đồng, khá là ok luôn các bạn ơi. Máy thì chúng ta sẽ có một thiết kế là nguyên khói nè, mặt lưng là nhám hạn chế móng vân tay và chỉ xước, nổi bật với 3 camera, độ phân giải của camera chính là 50, camera phụ là 5 và cam phụ còn lại là 2 pixel. Đèn LED trợ sáng ở đây và chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm rất là chắc tay. Màn hình của máy thì được trang bị một màn hình 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus, giúp cho những thao tác bút chạm trên màn hình trở nên là mượt mà hơn, sắc nét hơn các bạn nha. Đây các bạn thấy không, rất là ok. Máy trang bị con chip Exynos 850 8 nhân do chính Samsung sản xuất luôn, nên cái việc tối ưu hóa về
hiệu năng nó cũng khá là ok hơn các bạn nhé. Máy cũng có tính năng mở rộng RAM cho chúng ta trong phần chăm sóc thiết bị các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ vào phần RAM LED bộ nhớ. Ở trong phần bộ nhớ đây bao gồm thêm 4GB, tổng cộng là 8GB các bạn nha. Máy có camera selfie là 13 chấm giúp cho chúng ta có thể quay chụp từ camera selfie sắc nét hơn, chi tiết hơn, chat với con cùng người thân bạn bè mình thỏa thích hơn. Pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh 15W thì giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian mà sạc pin, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm dùng sản phẩm này lên. Rất là ok luôn các bạn ơi. Với mức giá hiện tại là 3890 thôi, quá là hợp lý và có hỗ trợ góp luôn các bạn nhé. Đến ngay Thế Rộng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sống này và mua ngay luôn các bạn ơi. Trong thời điểm hiện tại đang có chương trình giảm giá nè, 3.890 thôi, Samsung Galaxy A14 các bạn nha. Samsung Galaxy A24 chúng ta sẽ có mức giá là 6.490.000, giảm còn 5.890 và có hỗ trợ góp không trả lãi suất tại Thế Rộng Điện Máy Xanh. Và đây là phiên bản 6GB, còn phiên bản 8GB thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.090, giảm còn 6.390.000 tại Thế Rộng Điện Máy Xanh các bạn nha. Máy A24 thì chúng ta sẽ có một cái màn hình sắc nét hơn các bạn nha, vì đây là một màn hình AMOLED, Super AMOLED của Samsung, và cái độ phân giải là Full HD Plus. Máy trang bị con chip Helio G99 giúp cho chúng ta những thao tác bút chạm trở nên mượt mà hơn. Và RAM thì là 6GB hoặc là 8GB và cũng có tính năng mở rộng RAM luôn các bạn nhé. Giúp cho chúng ta có thể mở nhiều ứng dụng hơn cùng một lúc mà hạn chế được việc đơ lắc các bạn nhé. Đây, bộ nhớ đây. Chúng ta sẽ có dung lượng bộ nhớ RAM ở đây, mở lên và mở rộng thêm phần RAM Plus 6GB nữa là tổng cộng 12GB. Thỏa thích mà chơi game các bạn nha, hoặc là mở nhiều ứng dụng cùng lúc hạn chế được việc đơ lắc hơn. Về camera thì chúng ta sẽ có 3 camera ở phía sau, với độ phân giải của camera chính là 50, camera phụ là 5, camera phụ còn lại là 2 pixel, đèn led trợ sáng kế bên, mặt lưng rất đẹp các bạn nha, lưng giả kính này. Cảm giác cầm nắm thì rất là ôm tay, không bị cấn tay các bạn. Các góc nè, bo tròn các góc cạnh nè, rất là đẹp. Máy này khá là đẹp. Mức giá hiện tại chỉ có 5.890.000 tại Thế Rộng Điện Máy Xanh, đó là bản 6GB và phiên bản 8GB là 6.390.000 các bạn nha. Có hỗ trợ góp không trả lãi suất cho chúng ta luôn, quá là hợp lý luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nào yêu thích dòng Samsung này thì đến ngay Thế Rộng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng Samsung Galaxy A24 này các bạn nha. Về camera selfie là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 13 chấm các bạn nha, giúp cho chúng ta chụp ảnh và video từ camera selfie trở nên sắc nét và chân thực nhất có thể. Pin 5000 và sạc nhanh lên đến là 25W, tốc độ sạc nhanh khá là ok, giúp cho các bạn có thể tiết kiệm được thời gian mà chúng ta sạc pin đó, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm lên, khá là hợp lý trong cái thời điểm hiện tại với mức giá như thế này. Đang có chương trình giảm giá đến 600.000 đồng tại Thế Rộng Điện Máy Xanh. Đến ngay Thế Rộng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm Samsung Galaxy A24 các bạn nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu bên tủ phone. Bên đây thì chúng ta sẽ có một số mẫu như là Samsung Galaxy A14 phiên bản 5G các bạn nha. Phiên bản 5G thì chúng ta sẽ mức giá là 5.190.000 và chúng ta sẽ được giảm còn 4.490 và còn ưu đãi là 2 tháng vô tuy vì mê ôm các bạn nha. Hiện tại có màu đỏ và màu vàng tại shop cho chúng ta lựa chọn. Bên đây thì chúng ta sẽ có thêm phiên bản 6GB A14 6GB 4.90 giảm còn 3.90 các bạn nha. Có màu bạc, màu đỏ để chúng ta lựa chọn các bạn nha. A14 5G có màu đen luôn các bạn nha. Đây, màu đen trên đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dòng điện thoại A34 các bạn nha. A34 đâu rồi? Rồi, A34 hiện tại không có trên lán luôn rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ qua A54 nha. Samsung Galaxy A54 còn 10.490 giảm còn 8.90 các bạn nha, có hỗ trợ góp không trả lãi suất cho chúng ta. Kế bên sẽ là Samsung Galaxy A53 7.90 các bạn nha. Khá là hợp lý luôn với một mức giá cực kỳ ưu đãi như thế này, giảm giá khá là sâu luôn các bạn nha.
Còn có rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các hãng khác nữa các bạn, như là Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi. Rất là nhiều các bạn nha. Rồi các bạn nào mà muốn quyền review cập nhật giá dòng điện thoại nào thì cứ comment dưới video này các bạn nha. Tại vì hiện tại là ở shop hiện tại không có đủ máy để trưng tất cả những dòng điện thoại Samsung, nên có những cái mẫu nào thì quyền sẽ review cho các bạn xem những mẫu đó. Còn các bạn nào muốn quyền review chi tiết cái mẫu nào thì cứ inbox trực tiếp dưới video này để quyền có thể làm một video gửi đến tất cả các bạn trong các video lần sau các bạn nha. Vậy là quyền vừa review cho cô chú anh chị và các bạn mình xem tham khảo một số mẫu điện thoại Samsung tại Thế Rộng Điện Máy Xanh đang có chương trình giảm giá. Cô chú anh chị mình thích mẫu nào thì cứ inbox trực tiếp dưới video này cho quyền biết quyết nha. Đó. Hoặc là có câu hỏi gì hay là muốn quyền review dòng sản phẩm nào thì cứ nhắn tin dưới video này ha, để quyền có thể gọi đến cô chú anh chị bạn mình một video sớm nhất trong thời gian tới. Rồi, lời cuối thì quyền không biết nói gì hơn, đó là cảm ơn của quyền gọi đến tất cả cô chú anh chị bạn mình một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã ủng hộ quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Quyền rất là biết ơn vì điều này. Rồi, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn mình trong các video tiếp theo. Xin chào, chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha.